Cháu thích chơi cầu lông à? Dạ, cháu thích lắm nhưng mà lại không được chơi như các bạn. Thế cháu có hâm mộ ai không? Dạ, cháu hâm mộ Nguyễn Tiến Minh ạ. Tôi là Nguyễn Tiến Minh. Cùng đam mê, chúng tôi là điểm chạm tiếp thêm đam mê cho cầu lông Việt Nam.